Thưa quý vị, hơn một tuần trôi qua, sau cơn lụt lịch sử diễn ra vào ngày 14 tháng 10, người dân thành phố Đà Nẵng vẫn đang nỗ lực để khắc phục hậu quả mà nó để lại. Đặc biệt đối với những hộ dân khó khăn, gánh nặng cuộc sống dường như càng nặng trĩu, chật vật hơn. Bằng sự sẻ chia và nghĩa tình đồng bào ấm áp, rất nhiều đơn vị và người dân đã chung tay giúp đỡ bà con vùng ngập lụt khó khăn sớm ổn định cuộc sống. Cho đến tận hôm nay, chị Phạm Thị Ba, trú tổ 47, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, mới bắt đầu đem số quần áo bị nhấn chìm trong nước ra giặt giũ. Nhìn số đồ đạc lấm lem bùn đất, chị Ba không khỏi bàng hoàng với sự bất ngờ khi nước lũ dâng cao chỉ trong tích tắc. Lúc bấy giờ, chị và gia đình không kịp nghĩ được gì ngoài việc đảm bảo an toàn cho hai đứa con thơ. Mức độ mấy cái đường bùn ấy nè, là ngập tới hơn 30 phân đi là tới đầu gối luôn á. Mà nhờ mấy anh mà múc mấy đường cũng dễ đi hơn chứ. Còn đồ đọt mà coi như là trâu cúng đâu thấy. Trời lượm được cái gì đó lượm thôi chứ con không biết chọn từ đâu nữa. Thấy sự khó khăn của bà con nhân dân ở phường Hòa Khánh Nam, giáo viên, học viên của trường Trung cấp Phật học thành phố Đà Nẵng cùng gia đình Phật tử đã chung tay đến dọn dẹp đường xá cùng bà con ở khu dân cư. Lặng lẽ san đất, xúc buồn, việc làm nhỏ bé của những người con nhà Phật đang mong muốn sẽ chia nỗi khó khăn với người dân vùng lũ. Sau cái cơn bão đó, thì cứ tưởng tượng là người ta đang đói, đang khát, đang mệt. Và cái tinh thần mà nhập thể như thế này thì Tăng Ni Sinh là luôn luôn ủng hộ và bằng cả cái tấm lòng đến với mọi người, mọi nhà. Khi mà trải nghiệm và thực tế như thế này, được cống hiến cái sức của mình vào cái sự lợi ích cho cái cộng đồng như thế này thì rất là hoan hỷ, rất là vui. Và chắc chắn rằng nếu đợt sau có phát động những cái phong trào như thế này hoặc là hơn như thế nữa thì Tăng Ni Sinh cũng rất là hoan hỷ để chung tay góp sức. Tất cả bị nước nhấn chìm, hiểu và đồng cảm với những khó khăn mà người dân địa phương đang phải đối mặt. Công an phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu cùng vận động các mạnh thường quân liên tục xuống tận các tổ dân phố để giúp đỡ bà con vệ sinh nhà cửa, hay đơn giản chỉ là những suất cơm nóng, những phần đồ ăn, thức uống chứa đựng tình cảm đồng bào trong cơn hoạn nạn. Ở đây họ mừng lắm. Thực sự mà nói, bây giờ họ rất là cần, tại vì bếp nút chưa nấu được, còn họ không có được bữa cơm mà. Khi họ có những bữa cơm họ rất là mừng. Hiện nay trên địa bàn phường thì có 60 tổ, trên 60 trên 30 tổ bị ngập úng. Hiện nay thì các tổ đang trong quá trình 5 ngày dọn dẹp, thì đến nay thì tất cả các hộ dân thì cơ bản là chưa hoàn thiện để mà nấu ăn, nấu uống được. Nên về đây hỗ trợ cho bà con nhân dân tại khu dân cư về đồ ăn, thức uống và những nhu yếu phẩm của bà con cần thiết. Lá lành đùm lá rách vốn là truyền thống quý báu của dân tộc ta và tinh thần ấy càng ngời sáng hơn mỗi khi xảy ra thiên tai, dịch họa. Từ những người dân bình thường đến những chiến sĩ ngày đêm bảo vệ bình yên cho nhân dân, tất cả họ đều mong muốn san sẻ phần nào vất vả sau cơn lũ để người dân sớm trở lại với cuộc sống thường ngày.